Khi Mio qua đời, tôi đã nghĩ thế này. Ai đó, người đã tạo ra tinh cầu của chúng ta, phải chăng lúc ấy đang tạo thêm một tinh cầu khác ở đâu đó trong vũ trụ? Tinh cầu nơi người ta sẽ tới sau khi qua đời. Tinh cầu mang tên Lưu Trữ. Lưu Trữ? Yuji hỏi. Không phải, tinh cầu Lưu Trữ. Lưu Trữ? Lưu Trữ? Lưu... Yuji ngẫm nghĩ rồi nói tiếp. Trữ? Thôi được rồi. Nơi ấy giống như một thư viện khổng lồ, rất mực yên tĩnh, sạch sẽ và ngăn nắp. Đại để là một nơi rộng mênh mông, với hành lang dài ngút mắt chạy xuyên các tòa nhà. Tại đây, những người đã rời bỏ tinh cầu của chúng ta đang tận hưởng một cuộc sống an bình. Có thể nói, tinh cầu này ở trong chính trái tim chúng ta. Nghĩa là sao ạ? Yuji thắc mắc. Là thế này, khi mẹ Mio qua đời, các cô các bác đã nói với Yuji thế nào nhỉ? Là mẹ vẫn ở trong trái tim của con đúng không? Vâng. Bởi vậy, tinh cầu này là nơi những người sống ở trong tim của tất cả mọi người trên thế giới cư ngụ cùng nhau. Chừng nào vẫn có ai đó nghĩ đến, họ vẫn còn được sống ở tinh cầu đó. Ai đó quên họ thì sao ạ? Thì họ sẽ buộc phải rời tinh cầu. Lần này mới là chia tay thực sự. Vào buổi tối cuối cùng, tất cả bạn bè sẽ tụ tập lại để tổ chức tiệc chia tay. Có ăn bánh gato không? Có bánh gato. Cả trứng cá hồi. Cả trứng cá hồi. Trứng cá hồi là món khoái khẩu của Yuji. Thế còn đủ mọi thứ, con không phải lo. Thế tinh cầu ấy có chim bít tết không? Sao cơ? Vì con biết chim bít tết tức là chim bít tết ở trong trái tim con phải không? Tối qua tôi đã đọc cho Yuji nghe chuyện chim bít tết và bác lái tàu lợi. Tôi nghĩ là có thể lắm. Thế còn đầu máy Emma, Emma cũng ở đây chứ? Emma không ở đấy, chỉ có con người mới ở đấy thôi. Chị nói có chuyện bất thường, có cả Momo, có cô bé quàng khăn đỏ, đúng như cả anh đẹp trai nữa. Hilda, Glitterhead, các cũng có ở đó. Có cả Aristotle và Newton. Mọi người làm gì ở đó ạ? Làm gì à? Họ cứ bước lặng lẽ xuống thôi. Chỉ thế thôi. Chỉ thế thôi là sao? Có lẽ họ còn suy nghĩ về điều gì đó chăng? Suy nghĩ? Nghĩ gì thế ạ? Điều gì đó vô cùng phức tạp. Phải suy nghĩ rất lâu mới ra được câu trả lời. Vì thế, ngay cả khi đến tinh cầu Lưu Trữ, họ vẫn tiếp tục suy nghĩ. Cả mẹ cũng thế. Không, mẹ chỉ nghĩ về Yuji. Thắc hát. Thật, nên Yuji không được quên mẹ đâu đấy. Con không quên đâu. Nhưng con còn nhỏ quá, mới được ở được với mẹ có 5 năm. Con. Vậy bố sẽ kể cho con trước kia mẹ là cô gái như thế nào. Mẹ đã gặp với bố là sao? Mẹ đã vui mừng thế nào khi Suzy chào đời? Tớ bố mong con sẽ luôn nhớ những điều ấy. Nhất định con phải nhớ đến mẹ đấy. Để khi đến lượt bố tới tôi hỏi, bố vẫn có thể gặp được mẹ. Con hiểu chứ? Gì ạ? Thôi được rồi.